Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ dùng một em thú duy nhất với 190.000 lực chiến qua ải 19 di tích rồng để cho các bạn thấy lợi ích của việc lên spell càng lớn nó như thế nào. Đây. Mình sẽ dùng Enerchu này. Đây, các dòng chỉ số của em nó đây. Mình mới chỉ đột phá được một cái spell thôi. Mình cũng lên được 62 điểm. Còn mấy cái dòng này chưa đột phá được. Đây. Mặc đồ thì cũng bình thường, chưa có gì. Đeo cái nam châm. Cộng F cộng 17, 17. Đây, mình mang huy hiệu hồi máu. Vì mình đáng lẽ là nên mang huy hiệu rực lửa vì nó giảm phần trăm 50% đam, nhưng mà mình không có huy hiệu rực lửa. Rồi bây giờ mình sẽ đánh ngay 19 di tư rồng luôn cho các bạn xem. Nhập thường đây, à 19 đấy nhá. Đây mình sẽ các bạn xem các đội hình còn vượt qua này. Đây là 5 400, 500, 330. Mình mang một con thôi thì mình vào em Raichu này, có cái skin là cùi bắp này đấy, là nhưng mà nó là giảm spell của đối phương và hiện đối phương tê liệt. Mà em này cũng không phải khắc chế gì, mấy em này các bạn nhìn các skin đều có mũi tên đi xuống này, chứng tỏ là đam giảm đấy. Nhưng mà lợi thế của mình, em đây, em cục đấy của mình là 2k3 spell này. Đấy, 500 spell này. Vì mình có dùng cái skin sóng điện từ ấy, nên giảm spell của đối phương xuống. Đấy, mình đánh được 3 lượt liên tiếp rồi đấy. 3 lượt, 4 lượt liên tiếp luôn. Đấy các bạn thấy chưa, lợi ích của việc nâng spell nhiều đấy. Đây là nét skin tàn đi xuống hết nhé. Ulti hả? Ôi đấy nó bị tê luôn. Em này là một em khá mạnh để giúp các bạn qua ải. Ví dụ các bạn có tổng tem được chiến 5 600 nghìn ấy, có em này có thể giúp các bạn qua được những ải có lên tới lực chiến 800.000. Đó xong, đã qua ải di tích rồng 18 bằng một em thú. Đây, mình cho các bạn xem. Đây này. Mình đội hình của mình mới chỉ có hơn 500.000 thôi. Đây, mình qua mắc hết tinh anh của của cái phiên bản đồ đầu tiên đây. 800.000, cần hơn 800.000 được chiến này. Để mình không có tên đây. Mình đi sau. Hơn 800.000 được chiến mà đội hình chính của mình đây. Đây. 600.000 qua 800.000. Được. Nên nếu có event để nạp với gia chủ, các bạn nên tích kim cương để nhận em nó về, vì em nó có vài em trai nên nâng cấp hai em này lên cao nếu các bạn muốn quá ải nhanh.